ông rời hơi đất hơi ấy, đi ra bảo là tôi cảnh sát giao thông, tôi kiểm tra nồng độ cồn, tôi nói ông nhá. Tôi giới thiệu anh nhá. Tôi nói với anh này, hôm anh lấy luôn cái máy quay phim kia. Lấy đi. Nhá. Quần áo này không phải là dễ nhuộm. Rồi, tôi nhá. Trang phục không phải là dễ nhuộm. Tôi biết, dễ nhuộm hay không thì tôi biết. Thẻ chúng tôi có đủ đầy đủ. Đấy, thẻ xanh tôi đấy đây. Ngày mai nếu mà này, anh quay đây cho rõ đi, quay cho rõ. Đây, quay cho rõ. Nhá, tôi đang giải thích cho anh nhá. 080648 đây, đúng rồi. Nhá. Tôi bảo gì đâu. Anh chị cứ lên xe đi. Đấy, anh chứng minh được anh đi làm cái này chúng tôi nha. Có thì cái kế hoạch chúng tôi được phép. Tôi nói với anh này, tôi giải thích cho anh này. Lên xe đi. Cái việc chúng tôi làm theo cái chức năng sai nhiệm vụ quyền hạn của ngành công an. Tôi nói anh này. Tôi nói anh này. Cái câu nói mà bảo sai đâu, tôi chịu đấy. Tôi nghe quen lắm anh. Nghe quen lắm anh. Thế một người dân, nếu anh là người có học mà anh biết chúng tôi làm sai mà anh không cứu kiện cứu nại ấy, thế anh lại là người bất bình thường. Tôi nói anh thế. Tôi nói anh. Tôi nói luôn cho anh để anh biết. Anh không chứng minh được. Tôi sẵn sàng về, tôi có đơn khiếu nại ngay. Anh khiếu nại đi, đây khiếu nại đi, đây tên tuổi đây rồi, mai ấy khiếu nại đi. Ủa thôi anh đi làm anh không chứng minh nữa. Ghi lại nếu không kiểm tra nồng độ cồn nhá. Cho anh cẩu luôn xe. Nhá. Cái việc đấy tôi là xe theo đúng quy định pháp luật. Tôi cho anh cẩu xe ấy. Tôi cho anh cẩu xe luôn. Việc đấy là bình thường, là nhiệm vụ của tôi, thì bây giờ anh phải rồi. Cho. Anh thích anh cẩu xe luôn, luôn xe tôi cũng được. Tôi chả quan trọng. Thế anh đủ chưa? Anh giới thiệu tên là tuổi anh đi. Nhá. Đây bây giờ nào. Đồng chí gì đây nhỉ? Cái gì nhỉ? Nguyễn Ngọc Thập, cán bộ 087750 đúng không? Anh không có bỏ tay ra. Tự ý cái sử dụng hình ảnh riêng tư của tôi đúng không? Thế bây giờ anh sử dụng chúng tôi. Anh đang sử dụng tôi nói anh này. Anh đi làm quay đây là tôi giải thích anh cho. Đi làm là anh quay vào đây tôi giải thích cho, quay mặt tôi là mặt dế phải quay quay đây. Đúng rồi, tôi đang quay mặt anh rồi. Hai điện thoại. Anh đã biết nói là cái hình ảnh của đồng chí tôi là khi cầm các anh nhá. Tôi nói anh này. Hình ảnh chúng tôi là hình cả nhân, còn chúng tôi làm nhiệm vụ của đảng nhà nước. Nhá. Các anh đi làm không phải là nhiệm vụ cá nhân của là cá nhân. Thế người nếu tôi mà là cái gì? Nếu mà các anh thế hình ảnh tôi là cái gì? Anh đi làm anh chịu giám sát của chúng tôi. Anh giám sát chúng tôi á? Đúng rồi. Tôi cho anh giám sát, nhưng anh anh xin phép tôi mới được quay hình ảnh của tôi. Thế thì anh lại nhầm. Này, còn anh sử dụng hình ảnh của tôi thế thì sai anh nhá. Thế tôi nói với anh nhá. Tôi sai, tôi chịu trách nhiệm chưa pháp luật. Anh phải nên nhớ như thế. Được. Tôi sai, tôi chịu trách nhiệm chưa pháp luật, được chưa? Chúng tôi đang giám sát và anh sai nhá. Rồi anh tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư của tôi rồi mà anh khác biết này, rồi mà anh khác quen lắm rồi, trên mạng quen lắm rồi nhá. Rồi tôi biết là quen hay không rồi, anh cứ hỏi về Lâm Văn Sơn, anh cứ hỏi luôn anh chặn vừa rồi đi, anh cứ hỏi luôn đi. Thế thì anh nào bây giờ đây, đấy. Nào bây giờ tôi mời anh chấp hành. Anh có uống rượu không? Bây tôi hỏi. Tôi quay về đây tôi hỏi. Không có trách nhiệm phải trả lời cái câu đấy của anh. Tôi hỏi anh uống rượu không? Tôi không có cái trách nhiệm phải trả lời. Anh chứng minh nhờ anh đi làm có chuyên đề nồng độ cồn. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh kiểm tra nồng độ cồn nhá. Tôi anh không chứng minh được cái việc anh đi làm có chuyên đề nồng độ cồn, tôi không rồi. Tôi giải thích cho anh rồi, chúng tôi làm theo kế hoạch chứ không có chuyên đề. Chỉ có những người không hiểu mới bảo là chuyên đề thôi. Tôi nói luôn cho anh quay luôn. Tôi vẫn đang quay anh nhá. Tôi vẫn đang quay anh. Tôi giải thích cho anh, chúng tôi đi làm theo kế hoạch nhá. Rồi, kế hoạch tuần tra kiểm soát của anh. Chứ không có chuyên đề, chỉ có người không hiểu mới nói chuyên đề mắc bệnh trên mạng mới gọi là chuyên đề thôi. Rồi. Nhá. Thì tôi mắc bệnh trên mạng được. Nào. Tôi mời anh được kiểm tra một cuộc. Anh tuổi phát này nhẹ rồi. Anh tuổi đấy. Anh tuổi phát không có, tôi mời anh đi. Tôi không phải rồi. Nào. Tôi nói với anh này, anh quay phim cho anh em chúng tôi ở trong Thanh Sơn, Tân Sơn nhá. Chúng tôi không lạ gì anh cả. Tôi quay anh ở trong Tân Sơn á. Cả cái đội đấy nhá. Anh lại sai luôn. Anh lại sai luôn. Anh làm, chúng tôi làm, chúng tôi phải làm. Còn tại sao mà chúng tôi phải làm cái. Bây giờ tôi đang nói này, tại sao anh em chúng tôi phải làm cồn này? Tôi tên tuổi đấy. Anh muốn xem không? Đây tôi bật tiền đây, đây. Anh đến. Tôi nói với anh như này, để tôi nói với anh như này này. Tại sao mà anh em chúng tôi phải ra đường làm cồn ấy? Vừa rồi anh biết cả nước ấy, bao nhiêu những cái xe uống rượu nồng độ cồn ấy. Tôi thừa hiểu, tôi thừa hiểu. Thế hiểu thì anh phải chấp hành đi. Nào. Tôi chấp hành. Tôi mời anh kiểm tra nồng độ cồn. Tôi chả chịu biết là tôi. Máy nó trả lời, tôi không ngửi mồm anh được, anh hiểu chưa? Nào tôi mời anh. Tôi không thổi. Còn anh thích thì cho anh. Đây, tôi giải thích cho anh này. Một công dân thể hiện cái sự có hiểu biết ấy thì đó cũng thể hiện là cái sự thượng tôn pháp luật. Rồi. Đó cũng là cái sự chấp hành pháp luật. Rồi. Cứ nói với anh như thế. Rồi. Tại sao em tôi bây giờ này quay tôi để tôi nói cho anh. Tôi đang quay anh đi rồi. Đấy. Tôi đang quay anh đi tôi rồi. Tôi giải thích này, một người mà tỏ ra hiểu biết ấy thì phải hiểu rằng là cái thượng tôn pháp luật là trên hết nhá. Rồi.
tôi là thượng tôn pháp luật. Văn minh là phải hiểu biết, mà hiểu biết phải chấp hành. Rồi, tôi đã bảo là tôi có phải là tôi không chấp hành đâu. Không phát hiện có cồn đấy. Không có cồn đấy. Tôi có phải là tôi không chấp hành đâu. Anh đang không chấp hành cái gì nữa. Từ đấy nếu mà tôi là anh này, nếu mà anh tôi nói với anh này, tôi tên là Nguyễn Tiến Trung. Nguyễn Tiến Trung, cán bộ số bao nhiêu đây? Đây. 965 đúng không? Vâng. Nếu mà anh bảo tôi, anh lấy cái gì chứng minh là tôi không nồng độ cồn á? Máy thế trả lời. Tôi đã thổi đâu mà. Tôi chỉ cần anh nói chuyện với tôi để máy thì nó phát hiện qua cái lời giói này, anh hiểu chưa? Thế à? Đúng rồi. Bây tôi mới biết là cái máy còn. Đây không phát hiện ra cồn cái gì, anh không nhìn thấy đấy à? Giờ tôi lại mới biết là cái máy. Tôi với anh chỉ cần nói chuyện với nhau qua hơi thở là máy nó phát hiện có cồn hay không. Còn không có cồn tôi mời anh đi. Anh thích xem kiểm định không? Tôi chưa thèm nói là anh muốn xem kiểm định không? Những cái câu đấy tôi nói với anh này, chúng tôi làm chúng tôi phải có trách nhiệm nhé. Tem nó rách kia mà còn có giá trị. Chúng tôi làm sai, anh này, tôi nói anh này, đây nó còn cái gan này, anh nhìn đây này, ngày hiệu chỉnh gần nhất đây này. Bọn anh nhiều lúc bọn anh cứ máy móc cái kiểu tôi nói với anh này. Tôi nói anh là tôi chả máy móc cái gì cả. Đây anh nhìn, đây này anh bảo kem kiểm định đây, anh biết chưa đây. Ngày hiệu chỉnh đây này, anh quay hẳn vào đây đây. Chúng tôi làm sai chứ làm chi cái gì. Chúng tôi làm sai chứ, nghĩa là chúng tôi phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo chúng tôi trước. Rồi. Ai sai đâu người đấy chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thế thôi. Không có cồn tôi anh đi. Tôi sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có cồn tôi mời anh đi, được chưa? Gọi tôi xuống hỏi chơi không sao bảo tôi đi à? Mấy anh tôi chỉ đang vội, con tôi thì chưa được ăn. Tôi nói anh đùa tôi à? Anh không có cồn tôi mời anh đi. Tôi phải đùa anh. Anh không chúng tôi làm thật cơ mà. Kiểm tra nồng độ cồn thì chúng tôi làm thật. Biên bản anh về cái lỗi anh không chấp hành việc yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Đồng chí được chưa? Còn chưa chào tôi đến làm việc tôi. Cậu ra lập luôn biên bản, cậu xe luôn tôi đi. Anh không có cồn, được chưa? Tôi mời anh đi. Tôi mời anh ấy. Anh mà cứ thử có cồn thế nào? Tôi mời anh luôn. Đấy, nó quay nhau tháng, quay về đây. Tôi đang quay anh trực diện luôn. Mời anh đi nữa, mà cái việc anh kiểm tra. Mời anh đi. Anh cứ thử có cồn thế nào? Anh cứ phải thách đi đánh đố chúng tôi. Tôi chả thách đố gì các anh à? Tôi đã giải thích anh rồi nha. Máy của tôi ấy, chỉ cần anh nói chuyện với chúng tôi là nó phát hiện được có cồn hay không này. Con người văn minh thì không phải nói cái gì đấy nhá. Nó chả thích đố cái gì. Tôi giải thích cho anh này, khi anh chấp hành đúng luật lệ ấy, nó được cho bản thân anh, gia đình, vợ con anh. Tôi thừa hiểu. 4-5 người trên xe này. Quay vào đây. Tôi thừa hiểu, tôi phải chấp hành cái gì? Tôi thừa hiểu, tôi lai vợ chở vợ con tôi phải làm cái gì? Tôi không nói nhiều nữa. Không đuổi con nữa thôi. Thì tôi phải giải thích cho anh. Tôi không cần anh giải thích cho tôi. Tôi có trách nhiệm tuyên truyền cho anh về cái việc luật giao thông. Tôi phải giải thích cho anh. Cảm ơn đồng chí. Còn bây giờ trên TV, trên báo đài nó đang nóng kìa, xác chết đầy đường về cồn kìa. Tôi thừa hiểu, tôi đã luôn nên thừa hiểu. Nên chúng tôi phải ra đây đứng đổ mồ hôi để làm tôi này. Tôi nói ông này. Quay vào đây. Tôi nói các anh này. Các anh đi làm tôi. Quay vào đây. Tôi đang quay anh không phải quá nạt. Không anh đừng thái độ. Nhá. Anh đừng có thái độ như thế. Tôi nói anh nhé. Anh hiểu là thái độ. Anh quá nạt cái gì? Anh quá nạt ai? Cái việc nó chẳng đâu với đâu cả. Anh quan là ai? Cứ quen cái kiểu xuống vác máy để quay. Bỏ cái kiểu đấy đi. Tôi chả phải bỏ. Còn đây mai anh còn mang tính giáo dục con cái anh. Tất cả mọi người dân đang đấu tranh về cái tiêu cực như thế này này. Đấu tranh chống tiêu cực. Nha. Đúng. Không, chúng tôi không phải ra đây nói để luôn đâu. Đấu tranh chống tiêu cực nhá. Nói cho chuẩn vào, cứ phải nói lắp làm gì. Nào, quay vào đây. Tôi nói lắp đấy thì làm sao? Có làm sao đâu. Thế tôi nói lắp là ảnh hưởng nha anh ạ. Tôi nói lắp ảnh hưởng với anh à? Gây chuyện. Tôi chả thích gây chuyện gì cả. Anh em chúng tôi đi làm nhé. Chứ không phải là chúng tôi làm cái gì cả mà anh cứ phải. Các anh đi làm đúng nhiệm vụ của anh. Tôi đúng không có phàn nàn luôn. Thế tôi làm sai nhiệm vụ à? Tôi hỏi anh làm sai nhiệm vụ. Quay lại đây. Anh đi làm anh không chứng minh được à? Hôm nay anh đi làm kiểm tra nồng độ cồn. Thì chúng này. Tôi làm sao biết này, được các anh sai đi làm cái gì? Tên tuổi anh hỏi này, số hiệu anh hỏi này. Rồi. Anh có quyền viết đơn nữa mà. Tôi sẵn sàng, mai tôi có đơn kiến nghị. Mai tôi sẽ có đơn kiến nghị khiếu nại nhá. Tôi nói luôn thế. Mai tôi kiểu gì thì kiểu, mai các anh sẽ có đơn khiếu nại. Tôi không nói chơi. Đơn anh biết nội dung gì? Nội dung gì thì các anh sẽ biết. Thế thôi. Nội dung gì các anh? Lại không có... Tôi chả cần, tôi không cần phải giải thích anh là cái vấn đề là đơn tử của tôi có vấn đề gì. Tôi chả cần. Nói chung là nguyên cái lỗi gọi là người uống rượu bia mà cuối cùng lại vẫn cho đi. Đấy, phát hiện lỗi vi phạm nhưng lại bỏ qua lỗi vi phạm. Lỗi này nặng phết, như kiểu anh Trọng hôm vừa rồi ấy. Đấy, như kiểu anh Trọng hôm vừa rồi ở trên Phú Ninh ấy, bắn tốc độ trên Phú Ninh ấy. Quá vận tốc này, rồi là cái gì nữa, nồng độ cồn này mà cuối cùng vẫn để bỏ đi. Rồi các anh sẽ biết nha. Tôi nói anh rồi, các anh sẽ biết. Hỏi anh Trọng đi. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé.
và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé.